Rồi hello, xin chào anh em ha, xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ người ha, giá là chưa bao gồm phí vận chuyển anh em. Thì đối với hai đơn này thì anh em nào chuyển khoản thì cộng cho em 20.000 tiền phí giùm em ha, em sẽ bao phí vận chuyển anh em, còn mình nhận hàng thanh toán thì anh chịu phí vận chuyển giùm em. Rồi đầu tiên là cái combo xả cày nè, bán anh em 200.000 luôn, mấy cây xà beng ha, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây ha, mấy cây anh em. Rồi combo xà cày 200k anh em. Rồi combo thứ hai nè, kéo này, kéo cộng lực nè, đó bé ngót nè. Rồi kìm Fujiya nè, kìm nhọn nè. Rồi cái này đẹp anh em. Black gì nè ha, có dấu xích nè. Kìm cắt nè của cây ba nha, có lỗ thuốc dây điện luôn ha. Đèn cây nè, kìm này ha. Đây nữa nè. Đây là cây kìm nguội, cây kìm nguội anh em, ngàm ra không có mẻ nha anh em. Là cây kéo cá nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cái món nha, 200k nha anh em. Rồi anh em mua liên hệ em ha qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề.